về Spirit, anh ta nên cẩn thận. Spirit đã lao lên rồi, chỉ là một tiếng đạp stun một người thôi. Tuy nhiên đã có ultimate được à, swap Phoenix ra để có thể hứng chịu đoạn đam hộ mình. Tuy nhiên về Spirit vẫn phải lên bảng điểm số. Ôi, dạy ra đây. Cái kiểu ra rồi, cao là của Rider, chạy ngay đi. Xem T8 cùng 2 bài Creative VN tại Nemo TV. Không khí gaming đỉnh cao mọi lúc mọi nơi với Nemo TV. MoMMR.com, học chơi Dota 2 đơn giản và hiệu quả. MoMMR là một nền tảng hướng dẫn chơi Dota 2 ưu việt với đầy đủ các tính năng như giúp bạn lựa chọn hero theo role, win rate, hướng dẫn chơi từ cơ bản đến nâng cao qua hệ thống video, phân tích hero chuyên nghiệp đầy đủ. Hãy đăng ký ngay gói Go Pro để sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web. Hơn nữa, ở phiên bản cập nhật mới nhất, MoMMR đã thêm vào những tính năng mới vô cùng hấp dẫn. Weekly Cup với phần thưởng là những món đồ Arcana cho những người thắng cuộc. Hệ thống nhiệm vụ phân cấp với phần thưởng là coin sử dụng trên trang web. Phân tích sau trận đấu một cách chi tiết từng hành động của bạn. So sánh lối chơi của bạn với những Gosu hàng đầu thế giới. Dự đoán kết quả T8 một cách khoa học theo thông số với MoMMR và có cơ hội sở hữu những món quà giá trị. Hãy sử dụng ngay MoMMR để trở thành cao thủ Dota 2.
Sorry vừa nãy giờ mình quên chưa bật mic. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Evil Genius và Team Liquid bán kết nhánh thua trong ngày thi đấu upshot tại TI8. Game 1 thì EG thể hiện một cái lối chơi cũng như là sự tỉnh táo phải gọi là tuyệt đối, và họ đã có được chiến thắng kết quả 1-0 trước Team Liquid sau 54 phút thi đấu. Thực sự đấy là một game đấu hết sức mãn nhãn. Bây giờ chúng ta cùng hy vọng một game đấu tương tự sẽ diễn ra kịch bản ở trong game đấu thứ hai. EG có cho mình bộ đôi là Red King và Dark Willow First Pick Red King luôn. Trong đó bên phía Team Liquid lựa chọn cho mình là NP và Vengeful Spirit. Có vẻ như là Liquid đã lựa chọn cho mình những con hero như là VS hay là con NP này để có khả năng snowball ở thời điểm early game cũng như mid game. Cái lối đánh của Liquid thường xuyên là đánh vào thời điểm early game cũng như mid game. Còn bên phía EG họ lựa chọn cho mình một combo đua lên rất là hot ở cái phiên bản này, đấy là Red King cũng như là Dark Willow. Bani Kling, Bani Ursa. Lại một lần nữa lại để cho Chris cầm cho mình con Dark Willow rồi. Chưa biết được là bên phía Team Liquid thì họ đã có những cái con bài gì để chống lại con Dark Willow này. Nhưng đây là một con Dark Willow mà được pick khá là sớm. Có lẽ là Team Liquid họ cũng đã chuẩn bị cho những cái phương án rồi. Đặc biệt là sau khi họ chứng kiến cái phong độ rất cao của Chris sau khi đấu tiên. EG hướng đến lượt ban thứ 5 của mình. Khá hồi hộp. Cần phải ban đi con Row. Nếu mà không ban Row thì họ phải hướng đến cái lượt pick counter Row ngay từ bây giờ. Chính xác là như vậy. Ban đi Necroforce. Winter Wyvern. Pick spec họ luôn vừa hướng đến cái counter row luôn. Vâng, pick spec để nói thẳng cho đối phương là nếu các bạn muốn chơi Row Ranger bọn tôi cũng đã sẵn sàng rồi. Tuy nhiên thì con Spectre là một con hero mà cá nhân tôi không mong muốn cho lắm trong cái kèo trong ngày thi đấu hôm nay. Mỗi lần con Spectre này nó ulti ra thì với cái hiện trạng bây giờ là Dota TV đang tương đối là lag. Mỗi lần nó ulti ra chúng ta đều gặp phải những cái tình huống tương đối là giật lag đến từ Dota TV. Team Liquid thì sao? Sau khi nhìn thấy Spectre, liệu rằng có vẫn mạnh dạn pick vào Row Ranger hay không? Không còn quá nhiều hero có thể counter Spectre ở thời điểm này. Necroforce đã bị ban, Ursa cũng đã bị ban. Phải pick Brewmaster. Pick cho mình đây là Brewmaster. Một con hero đủ khả năng để đi lên ở vị trí offlane với Spectre. Nhìn Liquid ban kìa, ban Weaver, ban Storm. Silencer với cả Enchant thì thôi. Đây là hai con hero mà không ban thì pick rồi. Ban đi Weaver, Storm với cả Alchemist dồn vào khá nhiều những vị trí của Sumail. Cả hai bên gần như là ban hero của nhau. Spectre và Red King, những con hero tay ngắn. Có thể đây sẽ là một con Red King ở chỉ offlane dành cho bên phía Team EG. Bây giờ EG sẽ pick một support phòng thủ. Có vẻ lại pick Lick, Lick, Spectre. Đúng là một support phòng thủ rồi. Và Team Evil Genius tiếp tục chơi với bộ đùa support của mình là Dark Willow cũng như là một con Lick. Về phía Team Liquid, Vengeful Spirit, Nature Prophet, Brewmaster đã có một con tanker để tạo ra khoảng trống và tạo ra được những cái tình huống đứng chọn vị trí tốt dành cho Row Ranger. Nhưng Row Ranger ở trong game đấu này nghe có vẻ như là hơi căng. Đối phương có thậm chí Red King cũng làm con hero tương đối khó chịu với Row Ranger. Terrorblade dành cho Miracle. Cái việc chuyển hướng sang con Terrorblade này anh đánh giá là bên phía Team Liquid họ đang làm rất là đúng. Đối đầu với những con hero tay ngắn có thể chơi ở vị trí core như là Red King và Spectre thì Terrorblade là một trong những counter khá chặt với những con hero dạng core tay ngắn như thế này. Tuy nhiên thì trận này em nghĩ Spectre sẽ khá vất vả khi phải đi lên với con Red King cũng như là Dark Willow. Hơn thế nữa thì bên phía Team EG họ là có một cái công cụ rất lợi hại để counter lại những hero đa vật lý như kiểu VS hay là NP hay là con Terrorblade là đấy chính là cái búp giáp của League. Chính xác là như thế. Terrorblade thì các bạn đều biết là khi mà nó hóa form lên thì cái tốc độ di chuyển nó bị chậm hơn một chút. Còn cái lượng giáp mà con Lick nó cộng thêm dành cho những người đồng đội của mình thì lại khá là cao. Chưa kể là cái việc slow và tốc chạy nữa thì con Terrorblade tương đối khó khăn những tình huống truy sát. Ông Venomancer là lượt ban cuối cùng bên phía Team EG. Có lẽ là bên phía Liquid họ cần phải ban đi những con hero có khả năng dồn đam như là kiểu Zerg hay là Ember Spirit của Sumail. Zerg Spectre thì cũng là một combo đó từ lâu lắm rồi. Con TB này thì gặp con Zerg rất là sợ. Đúng, chính xác là như vậy. Liệu rằng Liquid có ban được con Zerg hay không? Hay là họ đã có một cái phương án gì đó để trị con Zerg ở khu vực lên mid rồi và sẵn sàng để cho đối phương pick Zerg chăng? Thậm chí là cái việc EG họ hoàn toàn có thể pick một con Ember. Bên phía Team Liquid họ gần như là không có cái shovel nào để bắt được Ember ở thời điểm tổ chức toàn bộ game luôn. Không thể bắt được con Ember này. Họ chỉ có thể thắng được EG nhờ với khả năng đi lên. Không thế là snowball ở thời điểm mid game thì may ra họ có thể thắng được EG thôi. Bây giờ ban Zerg xong rồi pick Ember có nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý cho Team Liquid.
giống last pick bên phía Team Liquid, họ sử dụng khá nhiều những cái lượt reserve time của mình trong cái lượt last band và last pick này. Thậm chí là EG hoàn toàn có thể pick một con Blastseeker. Blastseeker. Blastseeker và Darkwillow là một combo cũng cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà như thế ba con co tay ngắn, nhưng ba con co tay ngắn có lick bảo kê cũng quan trọng là có thể chơi được, hút máu đến từ Wade King. Cộng thêm cái khả năng hồi máu đến từ con Blastseeker nữa trong combat họ khá là mạnh. Những tình huống đụng độ đánh nhau. Vẫn đang suy nghĩ từ phía Kuroki. Kuroki vẫn chưa quyết định ban đi con nào của Sumail. Anh ta phải ban đi hai con của Sumail rồi. Storm and Chair. Rớt chăng? Rớt là một cái counter vào con Taro Blade. Có lẽ là họ còn bàn cái phương án là ngoài cái việc ban cái con gì của Sumail, định cái gì, như vậy họ quyết định ban đi là Tiny Viper dành cho có lẽ là Matumaman. Matumaman đi mid với Viper chăng? Taro Blade sẽ được cầm trong tay rồi. Anh thì anh nghĩ là nếu mà Taro Blade thì nên để cho Miracle, Miracle chơi. Pick một con Viper để lấy một cái CUS free. Cái break spec break skill passive của con Viper này là một counter rất là mạnh và những hero đánh ngắn như ở Wade King hay hay nha. Bây giờ bên phía team Liquid họ có Viper rồi, counter lại được cái hút máu của Wade King, counter lại được nói chung counter rất nhiều vào spec. Tuy nhiên thì cái đội hình của team Liquid họ không có khả năng gánh lẻ. Họ bắt buộc phải stick với nhau. Thậm chí là kể cả farm lẻ, bên phía Liquid họ cũng không có những hero farm lẻ. NP này thì là một con NP support rồi. Hoàn toàn có thể bị bắt bởi một con spec. Liquid họ chỉ có thể đánh khi mà họ đi stick, put trụ với nhau thôi. Chứ còn nếu mà đẩy lẻ đánh về late game thì bên phía team EG họ sẽ có những con hero ganh lẻ có lợi hơn như kiểu Wade King hay là Darkwillow. Thậm chí là spec chair với cái hao của mình. Bây giờ team EG cần phải pick cho Sumail một con hero có thể đi lên ổn với cả con Viper. Có thể là một con Mirana. Mirana là con hero có thể đi vào Viper. Vậy là pick Timbersaw. Timbersaw này là Timbersaw của Sumail. Lần đầu tiên em được thấy Sumail cầm một con Timbersaw. Thực ra thì Sumail cầm Timbersaw cũng không phải là quá ít. Cá nhân anh thì anh thấy Sumail cầm Timbersaw cũng không đến mức là quá ít. Và Timbersaw là con hero mà Sumail chơi không đến mức là tệ. Tuy nhiên thì EG họ đã phải hơi đổi bài một chút với cái lượt pick Timbersaw này. Sau khi nhìn thấy đối phương có đấy là Viper. Cái con Timbersaw này thì ra nó không sợ con Viper lắm. Mặc dù là cái Neurotoxin của con Viper thì đúng là counter lại con những cái passive của con Timber được thật. Nhưng con Timber thì nó hoàn toàn có thể dùng cái kéo của mình để thoát đi khỏi những cái tình huống bãi nước bọt của con Viper. Còn đội hình bên phía team EG chúng ta sẽ điểm nhanh. Sumail với Timbersaw, Fly cầm Lick, ATG với Spec, Grip đánh Darkwillow và S4 cầm Red King. Bên phía team Liquid thì Matomoman đi mid với Viper có lẽ vậy. Miracle sẽ là người cầm Taro Blade. Mind Control chơi Brew. Kuroki cầm NP ở vị trí sắp 5. Và GS là người chơi Vengeful Spirit. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít giây trước khi đến với game đấu thứ 2, kèo đối đầu giữa team Evil Genius và team Liquid. Trước khi ấy thì anh em đưa ra dự đoán nhà Hoàng Ngô, em nghĩ team nào sẽ thắng? Em nghĩ EG sẽ thắng 2-0 dành cho Evil Genius. Cái con spec này đánh ở game đấu này rất là dễ đánh vì bên phía team Liquid gần như là họ không thể là shut down được. Họ không có những hero có khả năng bớt ra mạnh. Trong khi đó thì Dimit, con Viper này không hoàn toàn có thể thắng được lên của Timbersaw. Nếu mà con Timbersaw này nó chưa có những stack armor thì con Viper này nó có thể skill 2 thì con Timbersaw này nó có thể không lên được. Nhưng mà nếu mà nó có stack armor rồi thì kể cả skill 2 của con Viper này cũng không thể nào mà làm giảm cái lượng giáp với cả hồi máu của nó đi được. Chính xác là như vậy. Sự am hiểu rất tường tận đến từ Gosu 7K MR Hoàng Ngô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút. Chúng ta sẽ cùng chuyển màn trước khi bước vào game đấu giữa EG và team Liquid, kèo đấu thứ hai. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho EG.
Vâng, cùng quay trở lại với Evil Genius và Team Liquid. Những cái dự đoán đều đã được đưa ra. Cá nhân mình thì là một fanboy của Team EG. Đương nhiên mình sẽ muốn EG đối đầu với cả LGD ở trong đêm mai. Tuy nhiên, với một cái game đấu kiểu như thế này, chúng ta sẽ rất mong muốn vào một kèo đấu mà Liquid nó ít nhất là giành được một kết quả một đều. Sau đấy thì cũng đến với cả game 3. 30 seconds to battle. Đây, chủ động chai lên. NP sẽ bảo kê cho Miracle. Đây là một lên mà Miracle vẫn chưa thắng được. The battle begins. Vâng, điều lùa đệ lên khu vực high ground của đối phương để check side luôn với Kuroki. Ngay lập tức chúng ta vừa nhìn thấy tình huống Chris, anh ta mua cho mình một cái smoke. Một cái smoke khá sớm ở thời điểm early. Pick như này có vẻ như bên phía team Liquid họ đang bị một cái vấn đề, đấy là họ pick để counter đối phương hoặc là họ sử dụng những hero cực kỳ trái tay. Ồ, từ từ đã, khi ở đây có một tình huống mà muốn ăn first blood luôn mọi người của Kuroki. Có vẻ như EG họ tính toán tốt trong tình huống này rồi, nhường mạng cho S4. First blood thuộc về Red King. Một pha tính toán cực hay. Chris anh ta đứng rất đúng chỗ ở vào vị trí quốc sai. Anh ta đợi cho đến khi S4 di chuyển lên, thả một cái stun vào đầu của Kuroki và tạm biệt Kuroki. Dưới bot này thì VS đi cùng với cả Brew đối đầu với ATG và con Spectre. Kèo dưới bot thì Hoàng Ngô nhận xét như thế nào? Thực ra thì kèo này con Spectre lúc nào nó cũng không farm được. Chắc chắn là Spectre như thế nào cũng không thể farm được. Tuy nhiên thì Spectre là có một đặc điểm mà nó để comeback lại ở thời điểm mid game. Đơn giản là khi mà nó có cái ulti và mỗi lần combat thì chỉ cần bật cái ulti của mình lên thôi. Đã có những cái lượng level hay là những cái lượng tiền khá khá đến từ những cái lượng acid rồi. Ở mid thì Sumail đang giữ grip ổn hơn so với cả Batuaman. Fly cũng đã phải xuất hiện khu vực đường dưới để hỗ trợ thêm cho Spectre và ATG. Thế thì với những cái búp giáp thì bên phía team Liquid họ rất khó để có thể shut down được con Spectre này ở kể cả ở lên như bây giờ. Chứ đơn giản là họ làm sao để cho con Spectre này farm được ít nhất có thể thôi. Và với những cái tình huống harass, vẩy trừ giáp hay là bắn harass rồi là ném bia đến từ ba control thì phía team Liquid hoàn toàn làm được điều này. Tuy nhiên để triệt để đi đọt được con Spectre này có vẻ vẫn là điều tương đối khó với mang hiện tại của team Liquid. Còn Miracle ở trên top, Miracle ở trên top cũng vừa nằm lại, có một cái rune regen sớm ở vào thời điểm phút thứ 2. Đấy là một cái rune của bot. Cũng trên top cái lane Red King Dark Willow có vẻ kinh khủng quá nhỉ. Hoàng Ngô phải cho các bạn hiểu thêm về cái lane Dark Willow và Red King nhá. Lên đấy là một lane mà khá là khỏe ở gian gần đây, khi mà Red King cộng 1 luôn là một cái bộ combo đi off nó gần như là hủy diệt. Với cái việc mà veo buff skin buff skin 1 cho con Red King này thì bây giờ nó còn, thậm chí là Red King này bây giờ nó có thể spam được skill 1 để có thể farm, cũng như là harass lượng mana được giảm, cộng với cái việc dam của skill 1 của con Red King được tăng lên. Dark Willow thì là một hero có khả năng harass cũng như là disable rất là mạnh. Ở mid thì cái con Viper này hoàn toàn không thể nào mà cản được cái con Timbersaw nó farm được. Bên phía Liquid trận này họ cần phải ăn được những cái trụ sớm để có thể giảm khả năng farm của Spectre lại. Nếu mà TB xanh thì hoàn toàn nó có thể gánh team trận này. Khi mà bên phía EG gần như không có những cái hero burst down nó có thể shut down được con TB ngoài con Dark Willow. Vâng, dưới bot thì sao? ATG sờ được vào người của GS rồi. Nhưng người ta cũng cảm nhận thấy là Lick với cả Spec không muốn disable. Được bắt đối phương, e rừng có vẻ tương đối khó, có định là lùi về. Chỉ harass thôi. Chúng ta lên này, ATG anh ta không đến mức là quá to. 8 creep vào thời điểm phút thứ 3 với một con Spectre sinh ra để bị đi và đó là early game mà có vòng sau, móc sau đến từ GS. Muốn rồi mọi người của Fly. Fly mới có cho mình level 2 và anh ta chưa cộng điểm nào vào giáp cả. Những mic control đang kẹt ở trong trụ rồi. ATG chém cũng khá đau, chém mọi người của GS, nhưng GS anh ta cắn cho mình cái là stick lên. Fly cắn xong bình máu to lên rồi. Fly mà nhìn thấy đối phương rồi có lẽ là GS sẽ phải nằm lại. Đây là cái lên mà bên phía team Liquid họ sẽ thắng được ít nhất là một lên. Liên tục bắn được bọt vào mặt của Sumail.
với Kroon hết ở khu vực đường trên. Trên top lại có chiến sự rồi. Kuroki đang bắn rất nhiệt với người của S4. S4 sẽ phải lên bảng ở đây. Miracle lần đầu tiên hóa form lên thì phải. Anh ta đang bắn kinh khủng vào người của Kred cũng như là của S4. Thế nhưng cái lượt sử dụng form này nó sau khi nó mất đi thì bên phía EG lại chiếm được lợi thế lên top. Run hết dành cho Makuman ở khu vực đứng giữa. Vẫn đang harass vào người của Sumail. Sumail đang vẫn tiếp tục là farm hơn rồi với Makuman. Lên một cái linh A để cho tôi được so. Ui, dày phay cho Mai Control thì phải. Một cú dậm slow, Kuroki cắt TP xuống gọi đệ ra để lấy sai cũng là phá cây đối phương. Một cái mạng tương đối đơn giản mà như Team Liquid. Fly trong tình huống rồi chỉ biết đứng nhìn thôi. Có lẽ trận đấu này sẽ là trận đấu mà cái giai đoạn early game nó không có quá nhiều những cái điều đặc biệt. Chúng ta sẽ phải chờ đợi đến khoảng tầm phút thứ 8 trở đi để xem khi mà các thành viên của hai bên họ sẽ đi ganh như thế nào. Có lẽ là Liquid sẽ phải là những người chuẩn bị đi ganh chăng? Liquid thì họ nếu mà họ không ganh được họ có thể ăn trụ, nhưng mà bên phía EG nếu mà họ không ganh được thì họ sẽ rất là fail. Họ còn không cút được trụ. Bên phía EG khả năng cút trụ của họ là rất là kém ở thời điểm early game cũng như mid game. Họ chỉ có thắng được và cút trụ nhờ những pha combat mà họ giết được các thành viên của bên phía Team Liquid. Chính xác, họ mạnh hơn ở những cái tình huống combat. Còn bên phía Team Liquid thì họ mạnh cả trong những cái tình huống đẩy lên, deal dam, vật lý và cả những tình huống cút trụ nữa. Tuy nhiên thì lineup của bên phía Team EG cũng là lineup khá mạnh để đối đầu với cả Team Liquid kia. Ở đây thì dồn mọi người của S4 khu vực đường trên. GS sẽ là người bị dính stun, anh sẽ bị trên stun. S4 chưa chết thì ta cắn được bình máu to lên rồi. Chỉ một chút chớm đầu tiên của bình máu to thôi đã giúp cho S4 nó thoát nạn trong pha vừa rồi. Và chúng xử lý khá là tỉnh táo đến từ S4. Em tức là cắn sai đến phía của EG. Họ không hề muốn cái lên của họ bị lệch nhịp. Ở cái con TB kia cái skill hóa form của nó là skill mạnh nhất thì cooldown rất là lâu. Thậm chí là cắn sai xong rồi bật smoke luôn. Giết này, gọi xương này. Just grab Rumble Maze, có lẽ là Miracle sẽ chết thôi. Nhưng là Miracle có thể sống được. Mạng dành cho Chris trong tiếng vừa rồi. Kuroki và kể cả Fly là hai con hero mà cái sức phòng thủ tương đối là yếu. Đó thì đấy là cái lối chơi của Liquid. Luôn luôn pick những con support rất có ít, rất là ít disable. Hầu như là họ chỉ pick support để có thể harass khỏe ở đây phải được. Còn dưới bot đang là một mình ba control nhưng ở trên top có đánh nhau rồi. Zone mọi người của S4 lần này là hóa form lên đến từ Miracle. Đây có vẻ có thể gọi là một cái lên hòa dành cho cả EG cũng như là Liquid. Nhưng mà để cho con offlane của đối phương là con Redking farm được khá xanh như thế này thì có vẻ là bên phía team EG vẫn đang là những người làm tốt hơn. Sumail TP về và sẽ không chết. TP về giếng luôn nhưng mà giếng khô. Thế bây giờ phải chạy bộ về thề. Thực ra mình cái sách 20 cái sách armor của mình thì team vừa so hoàn toàn có thể lên game tốt để khỏe lên. Nhưng cái Liquid còn đang rất muốn ăn trụ top. Vâng, gọi form gọi bóng ra đến từ Miracle rồi. Fly với con support ở hệ phòng thủ lên để cúp giáp cho trụ dồn vào người của Miracle. Miracle sẽ chết ở đây thôi. Miracle rất khó để sống trong tình huống này. Cần một không cần hai hit nữa và người của chết rồi. Chói được một người của Chris, giữ chân được cả Fly ở đây. Nhưng về Full Spirit anh ta không còn mana nữa. Trong khi đấy thì Chris vẫn đang xử lý tương đối tốt cái tình huống của mình. Anh ta sẽ lấy được bảo Kuroki, chàng Kuroki chết rồi. Killing Spree dành cho Chris. Bây giờ Chris anh ta ăn một stun nữa anh ta sẽ chết rồi. Chưa chết luôn. Cái hồn ma của con NP nó mất quá sớm trong pha vừa rồi và không chạm được hit cuối vào người của Chris. Lên top cực kỳ nóng bỏng. Trong khi đó thì lên boss Spec lại được thả farm khi mà con VS nó bắt đầu di chuyển. Spec bây giờ nó có lượng 33 creep. Ông VS có vẻ như anh ta thấy cái lên ở khu vực trên top. Nếu mà anh ta không di chuyển lên thì Miracle sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong những thời điểm anh ta không có form. Quyết định là di chuyển lên luôn để lấy thêm lợi thế. Những cái tình huống vừa chuyển di chuyển vừa rồi của VS cũng không tạo ra được một cái hiệu quả quá cao. Có lẽ là chúng ta nên chuyển qua về cái lượng network đi nhỉ. Timber, Viper và Spectre đều đang là những người có được level 8 trong game đấu này. Matuloman vẫn run DD ở khu vực đường giữa. Chưa có dấu hiệu gì là bị ganh cả. Rumble Maze cực kỳ chính xác đến từ Chris và trong pha vừa rồi. Cái lượng núp đàm của Nova trong bàn tay của Fly cũng như là một tình huống sử dụng skill 2 để bắn chay đam phép thuật Tarquillo. Đủ đam để hạ sát vào người của Vengeful Spirit. 7-4 dành cho Evil Genius.
TP vào tận đây để tìm ra vị trí của ATG, nhưng ATG anh ta quyết định là mở cho mình ulti lên. Đã hướng đến vị trí của Mike Control, nhưng đây là tình huống quá khó và quá xấu dành cho carry của Evil Genius rồi. Khi mà Mike Control thậm chí anh ta cũng đã có được cho mình level 6. Đấy là em nghĩ đến một pha mà ATG xử lý không tốt, khi mà anh ấy hoàn toàn có thể ở Dagger. Có thể Dagger chạy một cây và DZG chuyển về, nhưng mà ATG quả đấy lại hao. Anh ta là quyết định là sử dụng Horn. Anh ta sử dụng ulti và không có bất kỳ một cái backup nào đến từ bên phía team EG cả. Hơi phí cho cái ulti vừa rồi của ATG. Spec thì nên để cái ulti thời điểm đầu tiên. Sumail TP xuống như này để chết lẻ chăng? Khóa form gấu ra đến từ Mike Control, tạm biệt Sumail rồi. Tôi không nghĩ Sumail sống được. Đánh cái... Tuy nhiên là khu vực lên mid bên phía team EG với S4 họ đã ăn được trụ một. Một thùng giữa rồi. Dây gỗ dành cho Miracle và Tero. Cái thứ 10, cả hai team cố gắng di chuyển ra rune. Và Bull của Mai Tuberman đang lên với bố set. Vâng, vẩy trừ giáp, stun thành công người của Crit, nhưng Crit có 6. Anh ta có cả Win Lace. Ăn. Yeah. Biến hình. Không, vậy là không có biến hình. Anh ta đợi cái vẩy trừ giáp, sau đấy mới biến hình. The next level play luôn. Né để có được cái lần regen. Có vẻ như là từ ngày quay trở lại với cái vị trí support số 4 từ Crit, anh ta chơi mới bắt đầu thăng hoa. Solo kill vào người của carry đối phương với một cái bad lam chăng? I don't think so. Trên top này thì S4 thoải mái quá. Fly với 2 điểm vào ăn creep của mình thì cũng đã có được cho mình level 5 rồi. Đây có vẻ như các thành viên của EG tập trung chơi vào khu vực top hơn là bảo kê cho ATG. ATG sẽ được thả đi solo một mình để có thể lấy được lượng level. Spec là một con hero mà nếu mà nó level cao thì nó sẽ comeback rất là nhanh. Với cái talent level 15 có giảm cooldown của Dagger thì Spec này là một trong những con carry farm gọi là rất là nhanh. Tốc độ di chuyển cao. Vâng, mình nhắc lại một lần nữa là những cái announcer, những cái thông báo ăn rune hay là ăn trụ ở bên tay trái thì với việc Dota TV đang bị lag do cái sự cố đứt cáp AG thì hiện tại bọn mình đang không tắt được những cái này đi. Tắt thì lại phải quặn cái game, quặn lại game xong thì vào một lúc bất kỳ cái thông báo nó lên nó cũng lại giữ lại như này. Chứ biết là phải xử lý như nào cũng chưa để cả. Mới xảy ra buổi sáng ngày mai tôi hy vọng là các bạn thông cảm. Crit anh ta vừa có một tình huống solo kill vào người của GS rồi. Mega kill dành cho Darkwillow của Crit và tạo ra vô số khoảng trống cho Red King của S4 có thể farm. Red King level 8 chưa cộng cho mình ulti. Hướng thẳng đến là Blink Dagger. Thế là em nghĩ này Red King nên lên một cái Radiant và Spec sẽ lên một cái theo đường là Manta Defuse. Spec lên Manta Defuse thì hoàn toàn có thể giết chết được con Viper. Vâng, Mike Control ở đây muốn giữ chân Sumail, nhưng Sumail anh ta kéo cưa về thành công rồi nhìn thấy sai với GS. Một tình huống 7 chỉ ra tốt. Cái vị trí này là không phải là vị trí quá đẹp dành cho một con team mờ sò. Team mờ sò của Sumail đang phải đối đầu với rất nhiều tình huống đi ganh vào đối phương. Mà Tumoman với một con Viper anh ta đã có được cho mình một Killing Spree. Và rất bất ngờ khi mà Miracle hiện tại bây giờ cũng đã có được 4.900 network, đứng ở vị trí top 1 và top 2 trên bảng tài phú luôn. 8 và 7 tỷ số hiện thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Chúng ta cùng chờ xem là trong cái lần ulti thứ 2 của ATG thì bên phía team EG họ sẽ làm những gì. Bên phía EG họ rất muốn ăn cái trụ top này của bên phía team Liquid. Rồi Crit anh ta lại muốn tìm một người của GS rồi, chứ cố gắng chạy vòng quanh thì GS chết. Đấy là tình huống của Miracle, anh ta không kịp đổi máu cho GS, đổi máu dành cho Crit. Ok, Crit vẫn phải lên bảng điểm số. Và Batumoman lại là người có được cái mạng streak unstoppable của Crit. 9-8 với một kèo 10 kill phải gọi là vô cùng căng thẳng. ATG như anh ta đang hướng đến một cái Yasa thì phải. Em nghĩ là từ này ATG nên lên một cái Manta Defuse và để lại cái Radiant cho Wicking farm. Khi mà có Wicking bây giờ là con hero có thể farm được duy nhất ở bên phía team EG. Bên phía EG họ cần một cái Radiant để có thể counter lại được cái bóng của TB. Vâng, rõ ràng là sau trận đấu đầu tiên cũng như là đến thời điểm này của game đấu thứ hai, chúng ta đang nhìn thấy là bên phía team EG đang có một hero, đang có một player chơi ở vị trí số 4 tốt hơn so với GS. Mike Control anh ta không có ulti, anh ta bị dồn vào với Darkwillow. Darkwillow muốn ăn mạng của Mike Control nhưng Darkwillow chết trước. Mike Control với Brewmaster anh ta về được và anh ta có một pha cắn giếng của những người đồng đội của mình. Sumail di chuyển lên nhưng Sumail chưa làm gì được đối phương cả. ATG bị kẹt trên đồi. Game 2 EG hiện nguyên hình chăng?
9 đều với một cái lối chơi mà đang để cho Team Liquid họ đánh lừa Team Evil Genius rất nhiều. Thế là một pha mà có vẻ như IDG hau lên hơi muộn. Nếu mà hau lên sớm hơn thì hoàn toàn IDG có thể giết được con Brewmaster này cùng với sự phối hợp của Dark Willow. ATG có cùng anh ta bị kẹt ở trên cái khu vực cliff. Vậy là ATG game đấu này hao trượt 2 lần. Mid 2 lần hao để có thể giết được mạng của đối phương. Hai cái ulti của ATG đều fail rồi. S4 thì đã hoàn thành xong mình blink. Nhưng ở đây thì Kuroke anh ta muốn giữ chân Fly để mớm mạng dành cho Matumama. Có lẽ là Fly sẽ chết chàng một cái blink nhưng mà còn chơi nhưng ngay lập tức vào sử dụng ulti là được Fly. Mai Control anh ta cũng tự tin để sử dụng mình ulti nhưng đây là cùng ulti có vẻ không mang lại hiệu quả nhiều dành cho Brewmaster. Đã có Blink trên người của Great King. Và 10 kill rốt cuộc là đã thuộc bên phía Team Liquid. Dưới boss thì Sumail vẫn đang cố gắng pha, liên tục tìm ra vị trí của Viper để đứng lên cùng với Viper luôn. Mai Control anh ta sẽ bị dính Curse Crown ra. TP cùng Berlin không thể quá tốt đến từ Mai Control và lần này thì ông ta có lẽ là chết rồi. Số lên bảng một số, thậm chí là stun để ăn mạng của Guruki luôn. Swap hay gì đây? Cầm chói và stun một người Crit. Crit chưa kịp sử dụng cho mình skill 2. TP ra đến từ Miracle. Spacer mới có swap đến từ GS. Và S4 anh ta chết mạng đầu tiên. Nhưng Guruki cũng phải nằm lại ở đây. Nên nhớ rằng Miracle vẫn còn Thunder. Stun tiếp một người của S4. Còn anh ta quay trở lại để ném stun vào đầu của Miracle. Nhưng đấy là từ người của S4 phải lên bảng. Như vậy là 2 đổi 2. Sumail đang hướng đến cho mình một cái Bloodstone. Một Bloodstone first ETM dành cho Sumail. Thì anh ta cũng đã có Ring A và một cái Mana rồi. TP xuống bot đấy, thêm một Ring. DPS họ đang có lượng farm rất là đều ở phía 3 core hero. Tuy nhiên thì cái vị support thì có vẻ như là Crit đang nghỉ hơn một chút so với các support của mình Team Liquid khi mà sở hữu lượng đánh quốc là 3700. Liên tục một TP cắm mắt, dùng cái skill 2 của mình để có thể đi cắm những mắt rất sâu từ phía Kuroki. Và Fly ở đây thì nhìn thấy Matumama chết luôn. Matumama ta tính đam với con Viper cực kỳ hay, nhưng mà rồi có một cái rune DD bắn 3 hit vào người của Lick, quay mặt bỏ đi, Lick tự chết. Chưa có nhiều những cái tình huống combat rộng, combat mang tính chất quan trọng hơn xảy ra. Tuy nhiên game đấu vẫn đang được chứng kiến khá nhiều những cái pha xử lý tốt đến từ player của cả hai team. Hiện tại thì Liquid họ đang dẫn cho mình khoảng tầm 2.000 net worth. Spec có vẻ như là có Yasha rồi. Spec cầm được Yasha trên người rồi nhưng mà vừa thấy ATG phóng tược luôn một con clip. Mắt là mắt bên phía team Matumama thậm chí có thể bị solo kill trong cái tình huống này. Nó sẽ bị solo kill trong cái tình huống này luôn. Zip Dark Willow by Crit. Dark Willow level 11. Dark Willow level 11. Gần như là bằng level với cả hai offlane, thậm chí là hai core của cả hai bên luôn. Core số 1 và số 4 luôn. Dark Willow của Crit anh ta đang hơn về lượng level so với chính S4, người đồng đội của mình. Không có Dark Willow. Có lẽ là nếu như có game 3 hay là trong đêm mai khi mà bên phía team EG họ sẽ đối đầu với cả LGD, giả sử EG vượt qua Liquid và gặp LGD hoặc mới có Crit 3 thì anh nghĩ là Liquid nên 3 để có Dark Willow để cho Crit chơi có Dark Willow kinh hoàng. Năm sau em gặp EG thì em sẽ ban con này. Gặp OG thì nếu ban spec nha em nhé. Gặp OG em sẽ ban spec. Tip của anh là vô địch TI đấy. Thì Liquid họ cắm những cái mắt rất là cao ở phía rừng team EG để kiểm soát được lượng farm của ATG. Lúc nào họ cũng có những cái ward ở khu vực sâu ở trong lòng rừng của team EG và những cái ward cắm ở giữa trụ 1 và trụ 2 của đối phương, tránh những tình huống smoke cũng như là tránh khả năng đi farm ở trong rừng của đối phương. Farm mà lao vào người của Miracle và Miracle người ta chết khi mà đang farm. Sumail chưa thể hiện được cái gì quá nhiều cả. Sumail anh ta kéo dây lên xong thì nó di chuyển lùi xuống. Nhìn những cái mắt của bên phía Team Liquid họ gần như là không có tác dụng khi mà các thành viên của EG họ không farm ở đấy. Có vẻ như EG họ đã biết Team Liquid thường xuyên là cắm những cái mắt sâu trong khu vực bot, nên là họ thường xuyên là để ATG lên top farm và những hero farm của bot thì thường còn kinh là bị soi là không chết. Rồi đây thì dồn vào người của Nature Prophet và Kuroki cũng đã phải lên bảng điểm số rồi. EG họ đang chiếm được khá nhiều cái khoảng trống ở khu vực gần Road Bounty của đối phương. Nhưng khu vực lên mid thì đấy là pha nằm lại đến từ Red King với một màn dồn đam của Matumama cũng như là tình huống sử dụng Primal Split.
của Blue Master. Sumail tiếp tục bị giữ chân lại, nhưng Fly anh ta lại búp giáp của Sumail rồi. Đây là một kèo đấu mà Team Anger họ pick cả Timbersaw và cả Lick. Cái lượng giáp của hai con hero này kết hợp lại với nhau cực kỳ kinh khủng. Mở Bramble Base chính xác, tiếp tục là thả xả cưa ra, cấu tương đối nhiều máu của Matoman. Và Crit anh ta deny được trụ ở khu vực đường giữa. Đang hướng đến một cái Vladimir dành cho con Blue Master này. Có lẽ là bên phía Liquid họ sẽ hướng đến Roshan sớm luôn. Họ cần phải có Roshan để có thể ăn rất là trụ ở bên phía Team EG. Khi mà Liquid là một đội mà bắt buộc họ phải ăn được những cái trụ sớm thì mới có thể đánh được vào thời điểm mid game như là late game. Tuy nhiên thì các thành viên thì Liquid không lại không có những hero khả năng spam skill để clear creep nhanh. Đấy có lẽ là một cái điểm yếu của phía team Liquid. Điểm yếu của lineup này. Và dinh mọi người của Miracle. Đây là tình huống có lẽ là Miracle anh ta không sống được Caroline để tránh việc sử dụng Thunder của Caro Blade. Và Crit anh ta lại là người có mạng. Vâng, check profile của Crit một chút được không nhỉ? Đội kỹ thuật của Crit không biết là anh ta giết mấy mạng rồi. Tổng game này như Crit phải giết 6-7 mạng rồi rồi. Thậm chí là 8 mạng luôn. 9 mạng. Vâng, 9 mạng dành cho Dark Willow. Không thể tin được. 9-3-6. Không thể tin được, nhưng mà Matoama bên kia với con Viper cũng 7-1. Rất xanh. Cộng cho mình 6 điểm vào Corrosive Skin. Có lẽ là việc mà Sumail tự tin vào EG có thể vô địch ti lần này là hoàn toàn có cơ sở. Vâng, rồi Crit lại nhìn thấy được đấy là GS anh ta bị lock lên. Cái solo kill như này thôi. Vâng, lao vào đến từ Blue Master và pick mạng của Crit. Pha này là pha đi láo rồi. Pha này pha đi rất láo, nhưng đi láo để cho những người đồng đội còn lại của Evil Genius đang ăn Roshan thì có vẻ như là tạo một hướng tốt đến từ Crit chăng. Nhưng mà tốc độ ăn Roshan đã hơi chậm. Mình sẽ nhắc lại là với cái sự cố đứt cáp biển AG hiện tại của máy Watch Dota TV của mình thỉnh thoảng cũng còn gặp cái tình huống bị lag và cái điểm các bạn nhìn thấy trong cái trái hiển thị lâu đấy như thế này là do Dota TV hiện tại của mình đang tương đối là bị lag. Không biết là các anh em kỹ thuật có một cái phương án gì không ở ngoài kia để bật cái phần option của Dota 2 lên để thử check chủng các thứ xem như nào. Hình như không có một cái chức năng gì là giữ mãi cái này đúng không? Ở trong Dota 2 cái này là kiểu bị lag Dota TV thôi. Spec đã có cho mình một cái Manta. 21 phút Spec farm được giày gỗ Ring A, Stick to Manta cũng không hề quá tệ dành cho ATG. Hy vọng là các bạn thông cảm về cái vấn đề hiện những cái dòng chữ ở khu vực bên tay trái. Nếu như mà chúng ta muốn hết thì chúng ta phải chuyển sang chúng ta phải watch lại game một lúc nó lại bị như hiểu sao thế, rất cay. Mới bị ở trong bắt đầu từ cái trận này thôi. Crit sắp sửa xong cả lốc cả Blink Dagger nó hàng 2 phút rồi. GS anh ta rất muốn swap. Và để swap cũng khó, swap xong Dark Willow vẫn sử dụng Shadow Realm của mình. 15 đều sau 22 phút, EG họ tách người làm tìm được vị trí của Kuroki và sẽ cho Sumail ăn lại. Đồng mạng đầu tiên của Sumail phi phạm. S4 bây giờ sẽ là người bị dồn vào. Nhưng thì S4 anh ta có cho mình đấy là ulti. Fracture của ATG anh ta mở cho mình ulti lên. GS sử dụng swap sai rồi. GS anh ta swap vào bóng của ATG và bây giờ thì Red King nằm xuống, nhưng đấy là tình huống mà Red King anh ta vẫn còn có cho mình một cái ulti. Tuy nhiên thì sao, S4 vẫn đang bị dồn vào khi mà Matoama anh ta đã lên xong BKB và không hề để ý đến Sumail một chút nào luôn. Sumail lấy được mạng của GS, bây giờ quay ngược trở lại để đánh con người của Blue Master. Vâng, cái con Timbersaw này chơi với cả con Blue Master thì là một điều khá dễ dành cho Sumail và double kill. 4 mạng bên phía team Liquid nằm lại. Ai là người giết Matoama kia? Như vậy là ATG hạ sát Matoama. Cao cờ chúng tôi. Vậy là ATG đang hướng đến một cái đi thu. Pha vừa rồi là pha mà Miyako đi khá lỗi khi mà bị bắt lẻ bởi con Lick cũng như là kiểu Timbersaw. Đấy là một pha mà con Real Master sử dụng skill 1 của con gấu lốc để phá được cái Manta của ATG. Tuy nhiên thì ATG lại hau xuống chỗ của con Terror Blade để có thể phối hợp với đồng đội giết Terror Blade. Đấy là tình huống tính toán khá hay của ATG ngay trong cái nhịp mà anh ta xuống để chạm mặt và người vào chạm mặt Miracle. Thì chúng ta tận nghĩ là còn câu được một cái swap tốt, câu được một cái swap của con Vengeful Spirit nữa. Và với cái việc Thunder cũng không được ra, rồi là cả swap cũng không được sử dụng, thì Miracle anh ta không có đường nào để thoát khỏi cái tình huống bị gangbang đấy cả. Ông Crit đánh căng quá, lại hoàn thành xong cho mình cả Blink Dagger rồi.
Jack Willow là một con rất là kiểu khó chết ở trong game đấu này khi mà bên phía Team Liquid họ không có những stun AoE. Không có giữ chân AoE, không có burst dam AoE. NP có cái Grim Cape để cứu Miracle, tuy nhiên thì cái pha vừa rồi là cái pha mà NP lại bị giết trước. Hai mươi bốn phút và 21 chạc Bloodstone dành cho Sumail. Level 20 cho Sumail luôn. Bây giờ thì Sumail anh ta đang đứng đầu cho bảng Network, còn S4 vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Thực sự ra tôi đang nhìn thấy cái chiến thuật và lối chơi của bên phía team Evil Genius đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Họ luôn luôn để off lên của họ có thể farm hoặc là đẩy lên đẩy trụ. Mất rất nhiều thời gian để giết Dark Willow lại còn không giết được nó nữa. Trong pha vừa rồi đôi khi tí nữa là còn câu được cả một cái BKB của Matomaman luôn. Matomaman hướng đến một cái BKB. Matomaman đã có BKB rồi. Với kinh thì đang hướng đến cái Asakurat. Counter lại đang vật lý đến từ cái phía của con Terrorblade cũng như cái trừ giáp của con Mega Full Spirit. Có vẻ như bây giờ bên phía Liquid họ phải stick với nhau để farm và không thể nào mà kiểm soát bản đồ bên phía team Evil Genius được nữa. Cái matchup con Vengeful Spirit và con Terrorblade nghe thì có thể khá là mạnh. Tuy nhiên ở trong trận đấu này thì cả hai nhân vật này đều đang không phát huy được quá nhiều tác dụng. Spectre của ATG lại đang có rất nhiều khoảng farm. Spectre và cả Red King có rất nhiều khoảng farm. Nhắc đến Red King ở đây, cố gắng dồn đam người của Brewmaster. Brewmaster anh ta bị cứa chết luôn mà không kịp ra cho mình ulti. Matomaman thì sao, anh ta được swap ra đến từ GS. Tuy nhiên Crit vẫn đang đuổi theo một người của Matomaman. Lốc Matomaman nên không cho Viper ăn giếng. Và Matomaman anh ta phải nhận chọn những cái cú chém đến từ S4. ATG đột nhiên xuất hiện ở khu vực này. Tuy nhiên ok, farm thôi. 4 thành viên của team Liquid lên bảng và họ quyết định là phải là Lagda để cản Sumail với việc Sumail đang đẩy Crit vào trụ A. Có vẻ như Liquid bị bắt bài rồi. Liquid đang cũng không biết là phải nói như thế nào. Liquid đang đó các bạn. Trời ơi, 5k Network dành cho EG. Cách đây mấy hôm thì có một bài phỏng vấn Sumail, đấy là Sumail tự tin thắng Liquid 2-0. Đúng là như thế thật. Sumail tự tin thắng Liquid 2-0. Nếu như vào thời điểm cách đây khoảng tầm 6 đến 7 tháng thì thôi, những cái phát biểu đấy của Sumail chắc chắn là sẽ được trích dẫn rất nhiều trong sau những cái trận thua của Team EG hay sau những cái pha xử lý fail của cả Sumail và cả ATG. Nhưng ở vào thời điểm hiện tại khi mà đang đứng lưng lưng ở trong top 4 và thậm chí đang có cơ hội rất lớn để lọt vào top 3 thì Evil Genius họ đang thể hiện một cái phong độ và thể hiện một cái sức nặng vô cùng kinh khủng của mình với vị trí vô địch TI hoặc ít nhất là vào trận chung kết. Terrorblade vẫn đang farm. Miyako vẫn sở hữu cái lượng network rất là cao, thì top network. Rồi, ở đây thì Sumail cố gắng là biết 3 thành viên của đối phương nhưng mà bị dính cái bãi nước bọt kiểu mà mình bắn thốn quá. Sumail lên bảng khoảng 14 giây các bạn. Level 20, level 21 lên bảng 14 giây. Dã man. Anh ta chắc phải cầm đến 15 chạc Blastone. Vâng, anh ta vẫn còn 15 chạc Blastone sau khi chết, thì lúc nãy anh ta phải 20 mấy chạc ấy nhỉ. Thôi đi chết phát nữa đi. Còn chết phát nữa là càng đấy. Chết phát nữa là một đều đấy. Thế là tên bị backup từ Mai con trò thì Crit đã di chuyển về ngay lập tức. Bỏ qua cái mạng của đây cho một phép. Vậy chứ giáp ra của GS không trúng, bây giờ được Kuroki đến rồi. Kuroki nhìn ra được Crit. Crit đang câu kéo khá nhiều thời gian của đối phương ở đây. Anh ta đang muốn sử dụng Terrorize nhưng không được rồi, Crit phải chết thôi. Các thành viên của team Liquid họ đang stick lại cùng với nhau. Tình huống stick thì cũng bắt lẻ mạng rồi. Như thế này đánh có vẻ không lợi bằng cái việc team EG họ đang chia nhau ra để farm. Tuy nhiên thì có vẻ như là Red King của S4 anh ta đang farm hơi chậm. Theo Red King là một con hero farm không nhanh cho lắm khi mà nó không có những item để farm. Đây là một cái Blink Dagger sớm cho Red King. Cho nên bắt buộc Red King phải bắt đầu đi gank để tạo khoảng trống cho ATG Sumail có thể farm. Bên phía team Liquid thì họ có một con Viper của Matomaman đã giết được cho mình đến 9 mạng. Còn Dark Willow của Crit sau con số 4 thì đã lấy được 10 mạng của đối phương rồi. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Các bạn đang bảo Hoàng Ngô đừng khen EG nữa kìa. Nhưng mà đúng là EG đang đánh tốt thật. EG đang có được cái lối chiến thuật và cái nét chơi phải nói là không giống với những cái thời gian trước đây khi họ thường xuyên chốc ở vào một thời điểm nào đó của game đấu và sau đấy họ chốc hẳn luôn, hoặc là ít nhất cũng sẽ khiến những cái game mà tưởng chừng như nó sẽ đơn giản hơn như thế nhưng mà EG lại chuyển đến tương đối phức tạp.
Đây, cả hai game đấu EG được pick cho mình cái đội hình là ba co đều có thể đi ba lên và mỗi con co một lên farm. Trong khi đấy thì Crit và Fly là những con hero có thể đi lang thang trong rừng. Thậm chí là Crit có thể giết lẻ được tất cả hero đi lẻ bên phía team Liquid. Team Liquid thì có thể họ bắt được một con hero ở trên bản đồ của phía EG thì hai lên còn lại EG vẫn có thể farm được. Trong khi đấy thì nói về cái sự cơ động bên phía team Liquid, họ cũng có một con Nature Prophet. Tuy nhiên thì cái sự cơ động của cả Spectre hay là của con Timbersaw thì có vẻ như nó vẫn được đánh giá cao hơn. Còn Dark Willow vẫn là một nhân vật khá là khó chịu. Bên phía team Liquid thì bây giờ phải dựa nhiều vào những cái tình huống mà Brewmaster ulti chính xác ra, cộng thêm cái khả năng burst, khả năng dồn đam đến từ Mazumaman. Tuy nhiên thì Mazumaman game này anh ta lên một cái BKB tương đối sớm. Tí nữa khi mà BKB của Viper chỉ có 5 giây thì lúc đó bên phía team Liquid khá là cẩn thận. Liquid chủ động và xung quanh hơn sang bên. Nó swap được Fly xuống. Fly nhả được ulti ra rồi. Có sử dụng Terrorize ra đến từ Dark Willow. Nổ chết được đấy là Nature Prophet rồi thì phải. RTG đang cố gắng lùa ra. Không, RTG đang phải chạy vào Rogue Summit khi nhìn thấy S4 đã lên bảng đến số mạng đầu tiên của mình. Miracle vẫn đang có form BKB nhưng bây giờ Miracle hit hết BKB rồi. Mazumaman thì bị bắt vào đây. Miracle hết mana. Miracle bị lock lên. Sẽ làm tình huống Miracle chết rồi. Tạm biệt Miracle. Và Brewmaster anh ta bị lock lên sau khi trở về với hình dạng bình thường của mình và triple kill dành cho Sumail. Đây là một pha combat mà thực sự EG họ outplay. Anh ấy outplay đối phương phải BKB để có thể chống được cái skill 2 của Viper. Anh em đội kỹ thuật bên ngoài cho mình xem Survivor Cup được không ạ? Đây là một pha combat mà có vẻ như là 1 đổi 4 thì phải. 1 đổi 4 thì phải. Đánh rất dã man. GS ở trong game đấu này, đây là một game đấu thực sự là tương đối nhạt nhòa của GS. Kuroki liên tục cắm những cái mắt cao bên phía rừng team EG, nhưng mà bên phía Liquid hoàn toàn không có khả năng đi vào để ganh lẻ hero bên phía EG. Nó thậm chí là vừa cắm ra bị Fly phát hiện, ngay lập tức có một tình huống Sentry để counter lại pha cắm quát vừa rồi của Kuroki. Thực sự ra thì ngày xưa EG không có những cái người đội trưởng quá xuất sắc và họ thường xuyên là thua những đội team như kiểu Liquid hay là LGD, những đội team xếp trong khoảng top 4, top 5 thế giới cách đây một vài tháng gần đây. Nhưng thời điểm hiện tại khi mà họ có sự phục vụ của Fly và cả kinh nghiệm và kỹ năng của S4 nữa thì bây giờ nó càng rơi vào chuẩn được hơn. EG và chung kết là có thật. Sớm quá em, vẫn còn LGD. Nói chung là cũng fanboy một tí, bây giờ thì cũng fanboy một tí đi. Nhưng mà nói chung vẫn còn LGD, cũng căng, còn Liquid thì thôi, đằng nào năm ngoài cũng đã vô địch rồi. Sau đấy thì cũng dành không biết là bao nhiêu tiền ở những cái giải DPC rồi. Mà EG thì họ thường có truyền thống là thắng thắng các team Trung Quốc. Khi mà Chinese Slayer T6 thì EG thắng team E-Home là Death Mega Grip. Đúng, để lên support, không được support cả team lên Dragon. RTG đã bật hào lên thì đã đuổi theo mọi người của GS đấy. Có BKB anh ta muốn lấy mạng của Faithful Spirit. Có vẻ thì VN anh ta tự lốc được lên thì phải. Thì chết rồi, RTG có unstoppable. Mazumaman bị S4 dứt điểm và khu vực đường giữa với tình huống có lẽ là anh ta cố gắng trườn cao lên để farm creep. Và bây giờ thì team Liquid họ không có VS, họ không có Viper. Nếu như thua cho combat này nữa thì rất có thể sẽ là GG. Không còn ulti của Spectre nhưng pha đánh 5. Ông Mai Control anh ta bị lock lên. Mai Control sẽ bị dính gì đây? Mai Control bị dính rất nhiều thứ, anh ta không ra được ulti. Thậm chí là GG ngay từ lúc này rồi. Miracle cũng đang bị dồn vào. Miracle sắp hết cho mình BKB rồi, anh ta quyết định là quay bước bỏ đi. Một lên dành cho Evil Genius, thậm chí là hai lên. Thấy việc là bên phía team Liquid không có ai bách nên là EG bây giờ họ ăn lên rất là dễ dàng thôi. HTB là bây giờ không thể làm gì được. Khi mà bây giờ BKB cũng không còn. Thậm chí là bây giờ có Dark Willow cũng phải giết được HTB nếu thích. Lên một cái khóa đâu. Khá là buồn bã cho các fan của team Liquid khi phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này. Thực ra game 2 là thì team EG họ đang là những người làm tốt hơn rất rất nhiều, phải nói thẳng là như vậy. Sumail 33 phút hoàn thành tiếp cho mình cái lần cái gậy hack. Đã vào lấy được gậy hack ra rồi. Miracle thì bây giờ không còn BKB nữa. RTG vẫn cố gắng nấn ná lại, thì RTG đã có BKB, có Manta, có Kiên Aegis luôn. Chẳng có gì là không chơi được cả. Sumail anh ta xuất hiện như từ dưới đất chui lên, hack vào người của Mazumaman. Nhưng Mazumaman anh ta có cheese thì phải. Đây thì Terrorize được mở lên, Miracle anh ta đang phải lùi về. Nhưng Miracle chưa chết, Mazumaman sẽ là đối tượng bị êm và Mazumaman bị ăn cái gì mà mất nhiều máu thế. Em phạt crit thì như phía của F4 chịu. RTG chết mạng đầu tiên với Kiên Aegis của mình, nhưng Sumail ta lại blink vào mà hack cho mọi người của đối phương. Cứ chết Kuroki, tiếp đến sẽ là Miracle. Miracle sẽ bay back ra. Đây là những giờ phút cuối cùng của team Liquid ở TI8. Có lẽ là họ đã thua rồi.
họ chỉ còn cố gắng thể hiện mình nữa thôi. Liquid thua 2-0, Liquid thua LCD 2-0 ở cánh trên. Bây giờ tiếp tục xuống cánh dưới, họ gặp Evil Genius và thua tiếp 2-0. S4 đang khá ít máu nhưng S4 vẫn còn cho mình 1 tỷ. My Control thì hết phần đấu rồi. Và tạm biệt My Control, Sumail là người có cho mình Mega Kill. Mọi thứ có lẽ là đã kết thúc ở đây dành cho Team Liquid rồi. Với đội hình này thì kể cả có cố gắng đép Mega Kill, S4 rất tỉnh táo trong pha né cái tình huống rất mà slow vừa rồi của My Control. Và có lẽ là GG rồi, nhưng mà Team Liquid họ chỉ còn cố gắng nấn ná lại trong trận đấu này thêm ít phút nữa thôi. Triple kill dành cho Sumail, 34 phút gõ GG đến từ Miracle. Good luck GG Wildplay, good luck next. Liquid tâm phục đổ phục trước những thiên tài tội lỗi Evil Genius. Và chúng ta cùng đến với sân khấu của Vancouver Arena năm nay để xem tâm trạng của Team Liquid đang là như thế nào. Một trong những cái thất bại khá là cay đắng dành cho Miracle, cũng như là những người đồng đội của mình, họ đã giữ nguyên được form toàn bộ đội hình sau khi trở thành tân vương của TI7, tân vương của Dota 2 thế giới năm 2017. Nhưng đến thời điểm bây giờ, họ đang phải dừng bước tại top 4. Dù sao đây cũng không phải là cái quá tệ dành cho Team Liquid. Còn Evil Genius đối với RTG, đối với Sumail, đối với Crit và Fly mà nói thì đây là một trong những cái sự thành công ngoài mong đợi của Team Evil Genius trước khi họ về. Ủa, Sumail cười tươi lắm luôn, dã man. Ồ, các anh vô địch à? Cũng bằng tớ, hiểu không? Sao ôm ôm? Cày dã man cái thằng xuống mèo này. Fly kìa, bắt đầu cười lại rồi. Ồ, năm ngoài vô địch à? Ư, mình cũng vô địch năm kìa, hả? Happy boy. Cũng bằng tớ. Vâng, và Liquid dừng bước tại chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình. Bây giờ thì chúng ta có thể cập nhật ở trên Wicked Ready rất nhiều những cái hình ảnh mà toàn bộ 5 thành viên của Team Liquid sẽ bị gạch chéo khỏi cái việc là Protecting Champion title. Còn Evil Genius, RTG vui quá ngã luôn. RTG vui quá ngã luôn. Ui, ngã dã man. RTG, Bulma, S4, một cái niềm vui rất lớn dành cho Evil Genius. Nhưng đây là niềm vui xứng đáng. Họ đã làm hết sức mình, họ đã chơi rất tốt. Đúng là well play dành cho EG. Thực sự ra thì họ thắng Team Liquid ở giải năm nay bằng cả kỹ năng cũng như là bằng cả chiến thuật nữa. Và không thể phủ nhận là Team Evil Genius xứng đáng. Có lẽ là sau khoảng rồi, ok. Mình sẽ hỏi là trên kênh chat thì đặc biệt là kênh chat của Nimo TV thì có bao nhiêu bạn là cổ động viên của Team EG, thì các bạn hãy bấm cho mình chữ EG lên. Còn những bạn nào mà là cổ động viên của Team Liquid, mặc dù Liquid vừa mới thua, tuy nhiên thì chúng ta cũng, cá nhân mình thì mình cũng không nghĩ đây là một cái thất bại quá ê chề của Liquid. Họ đã bị tất cả những đối thủ còn lại của Dota thế giới dòm ngó rất nhiều trước khi mùa giải TI8 diễn ra. Và họ chịu thua với tỷ số 2-0 thôi, bằng rất nhiều EG rồi. Nếu bạn nào là cổ động viên của Team Liquid thì các bạn, mình nghĩ các bạn vẫn sẵn sàng có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực ra và gõ hai dòng chữ LQ lên bảng kênh chat của 2-3 Creative. Có vẻ như các anh em ở trên Nimo TV thì quý Liquid dã man. Còn Z-Sai và T-Sai thì các anh em lại đang ủng hộ cho EG. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại top 3 của TI8 với những kèo đấu thực sự là vô cùng cảm xúc trong cái ngày thi đấu áp chót này. Đấy là Evil Genius, LGD cũng như là OG. Mình sẽ nhắc lại là lịch những cái lượt trận ngày mai chúng ta sẽ có hai lượt trận thôi. Đấy là kèo bo 3 chung kết nhánh thua giữa EG và LGD, cũng như là kèo bo 5 chung kết tổng giữa OG và trận thắng trong trận chung kết nhánh thua, và đội thắng trong trận chung kết nhánh thua. Navi luôn. Vâng, Navi đây. Navi đây các bạn. Ngẩng cao đầu gõ GG thì đúng rồi. Bây giờ thì gõ GG thì là trong một cái niềm vui sướng hạnh phúc rồi. Những ai ủng hộ EG thì đúng là bây giờ là vui sướng hạnh phúc rồi. Nhưng mà Liquid mình thấy là năm nay họ đánh cũng không đến mức là quá tệ. Chỉ có cái là họ năm nay không phải là năm của Liquid nữa thôi. Đơn giản là thế. Có lẽ lời nguyền TI nghĩa là có thật. Và lời nguyền TI thì mọi thứ vẫn đang đúng. Một mình LGD Gaming giống hệt như Team Liquid ở mùa giải năm ngoái, cũng xuống nhanh dưới và cũng đang phải sắp sửa cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình để quay trở lại gặp Team OG. Liquid năm nay thì cũng thế thôi. À, Liquid năm ngoái thì cũng thế, LGD năm nay thì cũng vậy. Và chúng ta đều nhớ là năm chẵn
thì sẽ là năm của những team Trung Quốc với cái truyền thống của TI. Còn năm lẻ sẽ là những năm mà dành cho những đội team thường sẽ xuất hiện ở phương Tây. Đây là những cái hình ảnh chúng ta cùng xem lại trong trận đấu này, instant replay. Đây là một trong những cái pha mà Miracle người ta xử lý quá hay với việc người ta phân bóng ra và né được cái stun đến từ Curse Crown của con Dark Willow. EG của năm nay có lợi thế sân nhà. EG năm nào cũng có lợi thế sân nhà các bạn ạ. Năm nay thì EG không phải lợi thế sân nhà, năm nay ATG mới lợi thế sân nhà. Còn EG thì các năm khác trước thì họ có lợi thế sân nhà, họ chỉ lên ngôi vô địch đúng một năm thôi. Dandy đang chém gió. Hay nha, TI năm nay hay quá các bạn ạ. Có lẽ là cho hai anh em caster của mình chào tạm biệt khán giả một chút nhỉ. Một cái màn to chăng, một cái màn cam to chăng. EG đánh hay thật. Sumail trận 1 cầm Storm kinh quá. Bay à, pro. Đúng pro luôn á. Ui, bay một tí luôn ạ. Ra này chỉ như em thôi. Ús, mà Chris đánh cũng kinh. Hôm nay thì chúng ta không còn bất kỳ một game đấu nào nữa rồi. Bây giờ thì các bạn có thể quay trở lại làm việc, hoặc là những bạn nào mà đã thức từ đêm hôm qua thì bây giờ có thể nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ còn một ngày thi đấu chung kết cuối cùng với ba đội team, đấy là OG, LGD, Gaming và team Evil Genius. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, ủng hộ, theo dõi kênh 23 Creative của bọn mình. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong ngày thi đấu cuối cùng của TI8. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc một buổi sáng cũng như là chúc một ngày tốt lành. Chúc cuối tuần vui vẻ nha.